Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão, điểm sinh hoạt tôn giáo Tập trung Minh Quang tại ấp Trung Đoàn, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, trao 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tham dự buổi trao quà, Đại Đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Tuệ Chánh, chánh văn phòng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chánh văn phòng ban trị sự huyện U Minh Thượng đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung minh quan. Về phía chính quyền, ông Huỳnh Bửu Lâm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Minh Bắc. Nhân đây, Đại Đức Thích Tuệ Giải đã có bài pháp thoại ngắn chia sẻ đến quý Phật tử về ý nghĩa ngày rằm tháng Giêng. Những ngày 14-15 âm lịch hàng năm, quý Phật tử hoan hỷ đến chùa được nghe thuyết giảng, học những hành lành của Đức Phật. Nguyện cầu năm mới được nhiều sức khỏe, con cháu hảo hiền hạnh phúc, làm ăn thuận lợi, cầu Phật gia hộ cho quý vị được bình an. Qua đó, Đại Đức mong rằng bà con cố gắng làm nhiều việc thiện lành, giúp tâm ta trở nên trong sạch, nơi gương theo hạnh nguyện của Đức Phật. Đại diện chính quyền ông Huỳnh Bửu Lâm gửi lời cảm ơn Đại Đức Thích Tuệ Giải và Đại Đức Thích Tuệ Chánh đã quan tâm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn cùng chung tay với chính quyền và quý mạnh thường quân mang đến cho bà con nơi đây những phần quà đầy ý nghĩa, giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn, tạo điều kiện để bà con có động lực phấn đấu làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại đây, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử đã trao đến bà con 50 phần quà, gồm gạo mì cùng các nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 250.000 đồng, với tổng giá trị buổi trao quà là 12 triệu 500.000 đồng.